Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận cờ đỉnh cao tranh du lịch Trung Quốc năm 2020. Mời bạn xem trận đầu tiên, Chu Quân cầm đỏ đi tiên gặp Trương Bân cầm đại đấu hậu, trận đánh rất hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。
Quân. Tăng chuyên. Tăng chuyên. Số 3, khối 2, bãi xe. Chơi đến đây thì chân băng, buông cờ nhận thua. Mình sẽ đi giải biến để đến sát cục. Tăng chuyên. Tăng chuyên. Tăng chuyên. Mời bạn xem tiếp trận thứ hai. Dương thứ nhất cầm đỏ đi tiên gặp Ôn Dương cầm đen đấu hậu. Mời bạn thưởng thức.
Chuyên. Chang Jun.
将军。Trên đến đây thì Uông Dương cảm thấy bị lép nặng nên đã buông cờ nhận thua sớm. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.